Lễ khánh thành đền thờ Chúa Hùng và liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 sẽ thu hút đông đảo lượng khách trong và ngoài thành phố Cần Thơ, nên thời gian này ban tổ chức lễ hội gấp rút triển khai các điểm giữ xe xung quanh khu vực diễn ra sự kiện. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong dịp lễ hội này sẽ bố trí 4 điểm trong giữ xe trên hai tuyến đường Võ Văn Kiệt và Cách mạng tháng 8. Mỗi điểm có diện tích khoảng 1.500 m² nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe của khách đến tham quan. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với Công an quận Bình Thủy sẽ bố trí lực lượng để phân luồng giao thông cũng như là bảo vệ cái an ninh trật tự tại các bãi giữ xe. Thì bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bố trí lực lượng để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các cái bãi giữ xe thực hiện thu tiền giữ xe cũng như là sắp xếp xe nó đúng với cái quy định của Hội đồng nhân dân thành phố cũng như là đúng với cái quy định của ban tổ chức đã đặt ra.